thêm lượt trận thứ hai của UEFA Champions League mùa giải 2024-2025, các Madridista cùng đông đảo cổ động viên người hâm mộ của giới túc cầu có lẽ sẽ đều đặt ra câu hỏi về việc Real Madrid sẽ thế nào khi thiếu Kylian Mbappe. Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh siêu sao người Pháp đã thể hiện phong độ tốt trong thời gian qua và giúp cho Los Blancos trở nên đáng sợ hơn trong mắt các đối thủ ở mặt trận tấn công. Tuy nhiên, sau khi trận đấu rạng sáng nay với Lille khép lại thì người hâm mộ có lẽ sẽ phải nhìn lại và ngẫm rằng liệu Mbappe có phải là vấn đề lớn nhất của kiền kề trắng hay không, hay sẽ là một gương mặt khác đang tận hưởng những năm tháng yên bình sau khi giải nghệ của mình. Đó chính là Toni Kroos. Hành quân tới Pháp trước giờ có lẽ không phải là một điều quá đáng sợ đối với Real Madrid khi mà Paris Saint-Germain khó thể so sánh với nhà đương kiêu địch về mặt kinh nghiệm cũng như đẳng cấp. Cái tên đáng sợ nhất của nước Pháp suốt những năm qua vốn đã không phải một đối thủ xứng tầm với Los Blancos, vậy nên chẳng có lý do gì để một đội bóng như Lille có thể khiến cho đoàn quân của Carlo Ancelotti phải e ngại cả, kể cả khi Real không có được sự phục vụ của Kylian Mbappe. Tuy nhiên, 90 phút rạng sáng này lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại khi mà đội bóng Hoàng gia bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối phương. Nhưng cũng thật khó để đổ toàn bộ lỗi lầm cho trận thua tối thiểu rạng sáng nay của Real lên hàng công đắt giá của họ khi mà trách nhiệm sẽ phải được chia đều cho cả một tập thể, thậm chí là kể cả huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Không tối ưu được sức mạnh của hàng công là một chuyện, nhưng có lẽ ông thầy người Ý lúc này cũng vẫn chưa thể khiến cho Los Blancos quên đi nỗi nhớ một thiên tài như Toni Kroos. Đó có lẽ cũng chính là lý do khiến cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không còn giữ được cho mình phong độ bất khả chiến bại như trong quá khứ ở cả đấu trường quốc nội cũng như khi bước ra sân chơi châu lục. Càng nhìn Real thi đấu, người ta có lẽ lại càng thấy được tầm ảnh hưởng của một ông chủ khu vực trung tuyến như tiền vệ người Đức từ trước đến giờ là nguy hiểm đến nhường nào. Sự thiếu vắng Toni Kroos trong đội hình Real Madrid không chỉ là vấn đề chiến thuật mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần và sự tự tin của đội bóng, đặc biệt trong các trận đấu quan trọng. Điều này được thể hiện rõ nét qua trận thua 0-1 trước Lille tại vòng bảng UEFA Champions League rạng sáng nay và những trận đấu kém thuyết phục gần đây. Trong trận đấu với Lille, Real Madrid không chỉ thua về mặt tỷ số mà còn thất bại trong việc kiểm soát thế trận, một yếu tố mà Kroos luôn thực hiện một cách xuất sắc ở bất kỳ một thời điểm nào. Với khả năng giữ nhịp và triển khai bóng, cựu số 8 này đóng vai trò như trái tim của đội bóng khi giúp Real Madrid duy trì sự ổn định và áp đặt lối chơi. Sự thiếu vắng của anh khiến Real Madrid gặp khó khăn trong việc chuyển hóa các tình huống tấn công từ phòng ngự và ngược lại. Ở khu vực trung tuyến, ở thời điểm hiện tại sẽ là không công bằng nếu yêu cầu những cái tên khác của Real Madrid có thể đạt được tới đẳng cấp của Kroos và thay thế toàn bộ vai trò cựu sao tuyển Đức. Hàng tiền vệ của Real Madrid trong trận đấu đó bao gồm Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni và Federico Valverde. Tuy có nhiều tiềm năng nhưng chưa thể lấp đầy khoảng trống mà Kroos để lại. Họ thiếu sự bình tĩnh và kinh nghiệm trong việc điều phối ở khu vực giữa sân, dẫn đến việc Real Madrid không thể kiểm soát bóng hiệu quả trước một Lille thi đấu kỷ luật và pressing cao. Điều này đặc biệt được thể hiện rõ ràng khi Real Madrid không thể triển khai lối chơi từ tuyến dưới, thường xuyên bị đối thủ áp sát và mất bóng. Kroos với khả năng truyền bóng chính xác và khả năng đọc trận đấu tuyệt vời, thường là cầu thủ thoát pressing tốt nhất của Real Madrid. Khi không có anh, đội bóng mất đi sự linh hoạt và sáng tạo trong các tình huống tấn công. Điều này khiến Real Madrid buộc phải dựa vào các pha bóng dài hoặc những nỗ lực cá nhân từ cầu thủ tấn công. Nhưng sự thiếu ăn ý và mạch lạc khiến họ không thể tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ ràng. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho hàng công của Los Blancos dần mất đi tính hiệu quả cần thiết khi họ không thể có được sự hỗ trợ kịp thời từ những vệ tinh phía sau lưng nơi hàng tiền vệ. Cầm bóng tới 58% trước Lille, nhưng Real lại chẳng hề biết cách phát huy được hiệu quả tối đa. Tốc độ vốn là một trong những thứ vũ khí mạnh nhất ở hàng công cũng chẳng thể được phát huy một cách hiệu quả khi mà Toni Kroos không còn ở đó để trở thành mắt xích trong những tình huống chuyển trạng thái của Real. Một trong những điểm nổi bật trong lối chơi của Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti là sự phụ thuộc vào khả năng kiểm soát trận đấu từ tuyến giữa. Kroos luôn là nhân tố chủ chốt trong hệ thống này và khi không có anh, lối chơi của Real Madrid trở nên thiếu sáng tạo và dễ đoán. Trong các trận đấu gần đây, ngoài trận thua Lille, Real Madrid cũng gặp khó khăn trước những đối thủ tầm trung như Real Mallorca và Atlético Madrid. Dù họ vẫn có được một số kết quả tích cực, nhưng phong độ và cách họ kiểm soát trận đấu đều không thuyết phục. Thiếu Kroos, Real Madrid phải dựa nhiều hơn vào khả năng di chuyển và pressing của các cầu thủ trẻ như Camavinga và Tchouameni. Nhưng điều này lại không mang lại hiệu quả mong muốn. Camavinga và Tchouameni đều là những cầu thủ giàu thể lực và có khả năng đánh chặn tốt, nhưng họ thiếu kinh nghiệm để điều tiết trận đấu một cách linh hoạt như Toni Kroos. Sự kết hợp của họ với Luka Modric, cầu thủ đã bước qua tuổi 38, cũng không thể tạo ra sự đột phá cần thiết khi Real Madrid bị đối thủ gây áp lực cao. Lối chơi của Real Madrid trở nên kém đa dạng hơn và sự thiếu vắng Kroos làm nổi bật một vấn đề dài hạn cho Ancelotti. Đội bóng đang thiếu một người thay thế xứng đáng cho vai trò kiến tạo lối chơi từ sâu. Valverde dù chơi năng nổ và có khả năng tấn công tốt lại thường xuyên được đẩy lên cao hơn trong đội hình
khiến nhiệm vụ tổ chức tấn công ở tuyến dưới trở nên khó khăn hơn khi không có tiền vệ người Đức. Không chỉ về mặt chiến thuật, sự thiếu vắng của Kroos còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý của toàn đội. Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất Real Madrid, Kroos thường mang đến sự bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng. Khi gặp phải áp lực từ đối thủ, tiền vệ người Đức luôn biết cách giúp đội bóng thoát khỏi những tình huống khó khăn bằng những pha chuyền bóng chính xác và khả năng giữ bóng điềm tĩnh. Trong trận đấu với Lille, Real Madrid đã thể hiện một bộ mặt lo lắng và thiếu quyết đoán khi không có Kroos để làm dịu bớt tình hình và điều tiết trận đấu. Real Madrid trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi những áp lực của đối thủ, dẫn đến những sai lầm không đáng có. Tâm lý thi đấu không vững vàng này đã trở nên rõ ràng khi Real Madrid không thể phản ứng tích cực sau khi để thủng lưới từ quả penalty của Jonathan David. Ở các trận đấu trước đó trong mùa giải, Real Madrid cũng cho thấy sự thiếu vững chắc về tâm lý khi gặp khó khăn cho các đội bóng kém hơn về mặt chất lượng. Dù họ vẫn có những chiến thắng, nhưng đó là những trận đấu mà Real Madrid thiếu đi sự tự tin và khả năng làm chủ trận đấu như trước. Cầu thủ trẻ như Tchouaméni hay Camavinga vẫn chưa thể thay thế Kroos về mặt tinh thần cũng như kinh nghiệm trên sân. Trong khi đó, một gương mặt lão luyện khác như Luka Modric thì có lẽ cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tuổi tác và thật khó để có thể đòi hỏi điều gì hơn nữa từ siêu sao người Serbia này. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào anh trong các trận đấu quan trọng đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai của đội bóng. Liệu Ancelotti có thể tìm ra được một hệ thống chiến thuật mới mà không cần phải dựa quá nhiều vào Kroos hay không? Và liệu Real Madrid có thể tìm được một cầu thủ thay thế đủ tốt để đảm nhận vai trò này trong tương lai gần? Đó chắc chắn là một câu hỏi thực sự nhức nhối dành cho Carlo Ancelotti cũng như đem tới mối lo ngại cho các Madridista vào lúc này. Các cầu thủ trẻ như Camavinga, Tchouaméni và Van Verde đều có tiềm năng lớn, nhưng họ cần thêm thời gian và sự hướng dẫn từ các cầu thủ kỳ cựu để có thể trưởng thành và hoàn thiện lối chơi của mình. Trong khi đó, Real Madrid cần phải cải thiện nhanh chóng để đối phó với những thách thức tại cả La Liga và Champions League khi mà sự thiếu vắng Kroos đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả thi đấu của đội bóng. Hãy nhìn vào cái cách mà Barcelona đang thể hiện trong quãng thời gian gần đây thì Real Madrid chắc chắn càng có thêm lý do để lo lắng cho sự thiếu ổn định của đội bóng ở mùa giải năm nay. Sự thiếu vắng của Toni Kroos trong trận đấu với Lille và những trận đấu gần đây đã phơi bày nhiều vấn đề của Real Madrid cả về mặt chiến thuật lẫn tinh thần. Khi không có Kroos, Real Madrid mất đi sự kiểm soát ở khu vực giữa sân, gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và thường xuyên phải dựa vào các pha bóng cá nhân thay vì lối chơi đồng đội. Thua một trận đầu tiên mùa này có lẽ không phải thảm họa, nhưng nó đang phơi bày ra quá nhiều vấn đề đối với Los Blancos trong mùa giải đầu tiên thiếu vắng siêu sao người Đức. Về lâu về dài, Real Madrid cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để không quá phụ thuộc vào Toni Kroos, đồng thời chuẩn bị cho tương lai mà không có anh trong đội hình. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong hành trình chinh phục các danh hiệu lớn trong mùa giải này.